Chúng ta sẽ chọn bạn bản lĩnh nhất, nghe dài nhất, đứng đầu hàng là đội trưởng. Thôi, thầy qua bên đây đi, một thầy qua đây đó. Một là bỏ đội có một thầy đó. Và chia hai nhóm nha. Rồi, ba nhóm với bên phải. Và chúng ta, và điều đó là hai lúa bên trái là ba kiếm. Hai lúa sẽ thi đấu với ba kiếm. Đó, hai đội này sẽ thi đấu vô cùng cùng nhau. Vâng, lời đầu tiên, chúng ta là vui xin được đồng kính chào tất cả các viên đến từ đại gia đình hội nghị được toàn quốc. Chúng ta sẽ có một ngày vui chơi thật vui vẻ tại du lịch Lan Giang. Vâng, tay nhé. Vâng, là thứ hai, quảng trời xin giới thiệu. Mình tên là Nguyễn Văn Đàm, nguyên là giáo viên, cũng là hoạt động viên của du lịch. Rất là phục vụ các bạn em đây. Cho chàng pháo tay đi đỡ bên trời. Quảng trời là người cho điểm ở tất cả các đồng trò chơi, kể cả phần quảng cáo này. Đó, tối nào mình chơi bá đạo, mình chơi sáng tạo, có điểm cao. Quảng trời cho điểm, chúng ta phải biết về, quý cô biết về không? Yeah, đó, yeah, lớn quân cộng điểm, chia nhỏ bị trừ điểm. Đâu đó cho điểm đậu bên đây nhiều chiên bị trừ điểm. Có phải là MC cũng bị trừ điểm. Với chúng ta sẽ đến phần đầu tiên, đó là phần khởi động cùng âm nhạc. Phần này tối nào mà chơi bá đạo sẽ có điểm cao. Tất cả đều chỉ có hai đội chúng ta ngồi trong hòm. Ngồi
chồm hổm, lưng ngồi chồm hổm, tăng tăng tăng, ba lắng tăng 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 tăng, hai cái tay mà đặt lên vai bạn ngồi trước mặt của mình, đặt lên đó rồi đặt lên vai và hô to câu thần chú theo quản cho bạn ơi. Cái tay mà so là so là so, cái lưng là mà so cái lưng, vuốt xuống eo, bắt đầu cho điểm tọt lét, đội nào tọt lét ba đầu con cao, tọt tọt lét, tẹt tẹt lét là tẹt tẹt lét, mời các bạn đằng sau quay, tăng tăng tăng, ba lần tăng 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 tăng, ngồi thẳng hàng, rồi chẳng hàng, hai cái tay đặt lên dây bàn ngồi xuống mặt của mình, hồi nãy thiếu nợ người ta bị giờ đã nợ tình xa. Và được ta câu thần chú theo quản trò. Bạn ơi, cái lưng của bạn mà thấy ghét quá, cho mình massage nhé. Vô, mình đấm 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 rồi mình đấm cái lưng, mình đấm 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 đấm. Bóp 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 lần bóp cây dài, bóp cây dài lần bóp 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 rồi mình nhét 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 nhéo 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 nhéo. Xoa 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 xoa. Xoa cái lưng là mình xoa cái lưng gầy vuốt xuống eo. Bắt đầu chấm điểm tọt lét, tọt tọt lét rồi tẹt tẹt lót rồi bắt đầu tọt lét. Mà các bạn đằng sau quay, tăng 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 tăng. Cái đội mà tọt lét chân ra 3 mét đó là cái đội hai lúa. Xin chúc mừng hai lúa 2000 điểm. Cho điểm mà không chịu ve trừ 200 còn lại 1800 cho đội hai lúa. Vâng, và đội bà kia dễ thương. Bởi ba khía dễ thường, xin chúc mừng ba khía 1800 điểm cho đội ba khía. Vâng, cho điểm nhỏ mà dễ to được cộng 100. Cộng 100 có thầy ở giữa công dê ghét không cộng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên đó. Trò chơi trận đầu bịt mắt bắt lịch. Bước để đi tới đằng thi đấu giữa hai đội xe lúa và ba khía.